Thưa quý vị, thời gian gần đây, cơ quan chức năng tại các địa phương phát hiện nhiều loại ma túy mới, núp bóng pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, khi thì là bánh kẹo, khi thì là trà thảo mộc, cà phê. Tại Hải Phòng, một lô ma túy 303 kg trị giá khoảng 1.400 tỷ đồng ẩn dưới vỏ bọc là sản phẩm gạo đã bị lực lượng hải quan thành phố này phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ. Hôm 6 tháng 1 năm 2024, ông Nguyễn Duy Ngọc, là cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng xác nhận, lô ma túy được Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an phát hiện thu giữ tại cảng Nam Đình Vũ ở thành phố Hải Phòng. Lô ma túy được phát hiện trong năm 2023, tuy nhiên quá trình điều tra, nhà chức trách vẫn chưa bắt được nghi phạm. Theo hải quan Hải Phòng, để bắt giữ thành công lô ma túy này, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã phối hợp với cơ quan chức năng của Mỹ theo dõi lô hàng từ khi được đưa lên tàu tại một cảng biển ở Cộng hòa Argentina, rồi vận chuyển từ quốc gia này qua Uruguay về Singapore trước khi đến cảng Nam Định Vũ ở thành phố Hải Phòng vào đầu tháng 6 năm 2023. Để qua mắt cơ quan chức năng, băng nhóm tội phạm quốc tế đã đóng 303 kg ma túy vào các bao dứa, mỗi bao 10 kg, ẩn dưới vỏ bọc là sản phẩm gạo. Qua giám định, lô 303 kg ma túy trị giá khoảng 60 triệu đô la Mỹ, tương đương 1.400 tỷ đồng. Để phục vụ điều tra, mọi thông tin về vụ việc đều được giữ bí mật suốt nhiều tháng nhưng không có kết quả bởi tội phạm nước ngoài hoạt động rất tinh vi, điều hành từ xa và lý Việt Nam làm điểm trung chuyển ma túy. Cũng theo Cục Hải quan Hải phòng, năm 2023, đơn vị này đã phối hợp các lực lượng chức năng triệt phá thành công 8 vụ án, bắt giữ 15 nghi phạm, thu giữ tổng cộng hơn 1 tấn ma túy các loại báo thanh niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanh niên vn và kênh youtube báo thanh niên kính mời quý vị đón theo dõi